Hello, xin chào quý vị. Hiện tại là Nguyễn Phúc đang ở tại Ba Lan. Có thể nói là một buổi sáng mùa thu, nắng vàng như là rất mật, thời tiết quá tuyệt vời. Có thể nói là khi mỗi lần đặt chân đến Ba Lan thì Phúc đều nhớ đến một bài thơ là Em ơi Ba Lan mùa tuyết tan của nhà thơ Đỗ Hữu. Một bài thơ rất là hay. Em ơi Ba Lan mùa tuyết tan, đường bạch dương sương trắng nắng tràn. Anh đi nghe tiếng người xưa vọng, một giọng thơ ngâm một giọng đàn. Có phải Chopin tình chứa chan, ôm đàn nâng cô gái Ba Lan? Có phải Adam hồn vĩ đại bay trên đầu thế kỷ nhân gian? Có thể nói là nơi mà Phúc đang đứng đây đó chính là Market Square, một trong những cái quảng trường có thể nói là lớn nhất ở tại châu Âu, với diện tích khoảng tầm là 3.8 hecta. Và đằng sau lưng Phúc đây, đây chính là tòa thị chính của một thành phố lớn nhất ở phía bờ tây của Ba Lan, đó chính là thành phố Wroclaw. Và có thể nói là khi mà chúng ta di chuyển qua thành phố này thì thực sự đây là một thành phố với khoảng tầm là 700.000 dân, diện tích là khoảng tầm 340.000 cây số vuông. Và ở tại đây người ta nói là giờ đây chính là thành phố được mệnh danh là Venice của Ba Lan, bởi vì dòng sông Oder chảy ngang qua thành phố với khoảng tầm 100 chiếc cầu bắc ngang qua dòng sông này, và những bãi bồi nằm ở ngay chính giữa dòng sông, và từ đó đã làm cho thành phố này trở thành một thành phố mà có nói là phong cảnh rất hữu tình, cho nên là người ta gọi đây là thành phố Venice của Ba Lan. Và điều quan trọng nhất là khi mà di chuyển đến thành phố này thì Phúc cực kỳ ấn tượng với một thông tin, đó là trường đại học Wroclaw là một trong những trường đại học mà có số lượng những cái nhà khoa học đạt giải Nobel là tới 9 giải Nobel. Và đây là một trong những thành phố rất đáng để đi tham quan ở tại Ba Lan trước khi mà đoàn Phúc di chuyển về thủ đô, người ta gọi là cố đô Krakow của Ba Lan trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin chào và hẹn lại quý vị chúng ta trong những đoạn clip tiếp theo. Hiện tại Phúc đang ở tại thành phố Wroclaw của Ba Lan.